Chào anh chị em, chúng ta cảm ơn Chúa cho hôm nay chúng ta đi tiếp trong Thi Thiên 40. Thi Thiên 40 hôm nay là phần thứ tư. Cảm ơn Chúa bởi ân điển của Chúa mà chúng ta cũng không phải kéo dài mà chúng ta có thể học nó được kỹ hơn ha. Nó kỹ hơn so với lại cái sự giao đầu. Tôi cũng muốn lưu ý là tạ ơn Chúa là Chúa ban ân điển để mà có thời gian qua có thể học từng chương trong Kinh Thánh. Nếu mà liệt kê ra những cái chương trong Kinh Thánh ấy, thì nó cũng tương đối là nhiều. Cho nên trong những cái phần mà tôi gửi buổi sáng khi học Kinh Thánh thì nó có cái hàng thứ hai là hàng mà nó là mục lục của các cái chương. Chúng ta có thể vào đấy chúng ta nghe các cái chương Kinh Thánh mà đã được học từng chương. Nó cũng ngắn thôi. Tôi nghĩ là hôm nào nhiều nhất là cũng chỉ 30 phút nhưng mà thường là chỉ 20-25 phút. Nó sẽ giúp cho chúng ta đọc để mà học lời Chúa theo từng chương. Tôi nghĩ cái đấy là một cái mà nó là hệ thống. Nó hệ thống cho mình, nó cũng giúp cho mình. Cho nên mời anh chị em không những chỉ mỗi ngày một chương đó, nhưng mà khi mà tôi cho cái sự mà khát khao muốn tìm kiếm ấy, thì click vào trong cái hàng thứ hai đấy. Tôi muốn để cho một cái sự mà khi mà người ta tìm ấy, thì người ta sẽ dễ nhớ hơn. Lời chào mời nhiều quá. Cái gì mà để cho tự tìm kiếm ấy, thì mình sẽ nhớ được. Mình nghe, rồi từ đó thì mình được có được những cái sự thông hiểu trong lời của Chúa. Từ thông hiểu đấy mình mới thấy yêu mến. Nghe bài giảng nó cũng thấy thích hơn. Sẽ rất là biết ơn Chúa nếu mà Chúa cho mình đi được thêm mấy năm nữa. Nếu mà Chúa Giêsu chưa trở lại mấy năm nữa thì Chúa ban ân điển cho thì mình có thể học được từng chương thì rất là điều ít nhất là mình học được sự vui thích ở trong Chúa. Điều tối thiểu đó là sự vui thích ở trong Chúa, sự vui vẻ trong Chúa. Nó không phải chỉ là dạ dày của con ve, có nghĩa là cái bụng nó trống ấy, nó chỉ kêu to thôi. Ở đây ý tôi muốn nói là nếu mà chúng ta học những lời công bố nó không có sai. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ có dừng lại đó mà không có suy gẫm, không có đi trong từng lời Kinh Thánh cho mình ấy, thì nó giống như là dạ dày của con ve vậy. Ve thì đâu có dạ dày. Cảm ơn Chúa cho hôm nay mình đi trong cái Thi Thiên 40. Chúng ta đi tiếp tục ở đây. Mình đọc lại cái câu: trong hội lớn tôi đã truyền tin vui về sự công bình, thì tôi không có ngậm miệng lại. Bởi Đức Giê-hô-va Ngài biết điều đó. Tôi không có giấu sự công bình Chúa ở nơi lòng tôi. Tôi đã truyền ra sự thành tín và sự cứu rỗi của Chúa. Tôi nào có dấu hội lớn tuy nhân từ và sự chân thật của Chúa. Đức Giê-hô-va ơi, đối cùng tôi xin chớ khép lòng thương xót của Ngài. Nguyện sự nhân từ và sự chân thật của Ngài gìn giữ tôi luôn luôn. Vì vô số tai họa đã vây quanh tôi, các gian ác tôi đã theo kịp tôi, đến nỗi không thể ngước mắt lên được. Nó nhiều hơn tóc trên đầu tôi và lòng tôi đã thất kinh. Cùng nhau ôn lại một chút cái bố cục của bài thi thiên này. Đây là bài thi thiên than thở, bài thi thiên kêu nài, nhưng nó lại bắt đầu bằng sự ngợi khen và tin tưởng, sau đó bằng sự ca ngợi Chúa, sự tin cậy ở nơi Chúa. Nói rằng đó là những cái đầu tiên, và giống như là tác giả muốn nhắc lại. Và chúng ta để ý là khi mà mình nhắc lại những cái đó thì mình có đức tin. Ví dụ như là câu 5 ấy: Ây Giê-hô-va, Đức Chúa Trời, tôi công việc lạ lùng Chúa đã làm, nhưng tư tưởng của Chúa hướng cùng chúng tôi thật là nhiều, không thể sắp đặt được ở trước mặt Chúa. Nếu tôi muốn truyền các việc ấy ra và nói đến, thật lấy làm nhiều quá, không đếm được. Chúng ta chậm lại một chút mà mình thử suy gẫm cái câu này mà xem. Tác giả không có nói vào không khí cái câu này. Mặc dầu Đức Chúa Trời là đấng không nhìn thấy, thì cái bài thi thiên này nó bắt đầu là bằng cái sự mà ca ngợi, bằng sự tạ ơn. Và sau đó mới chuyển sang cái phần thỉnh cầu. Cái phần mà cho chúng ta biết ấy, là tác giả đang ở trong cái sự nguy nan. Đang ở trong sự nguy nan lắm ấy. Tại vì những câu sau ấy thì chúng ta sẽ thấy rằng Chúa ơi mau mau lên, Chúa ơi nhanh nhanh lên, nhưng mà không có hối. Tại vì sao? Tại vì tác giả đã trải cái sự cầu nguyện của mình ấy bằng cái con đường của sự tạ ơn, cho nên nghe không có phải là sự ra lệnh đối với Chúa, không có phải là thúc ép Chúa. Bởi vì ấy, thúc ép thì chắc chắn là nó phản tác dụng rồi, mà là nó có một cái sự rất là tự nhiên, giống như đứa con nói với cha đấy: cha ơi nhanh nhanh lên, xin mau mau đến giúp đỡ con. Thì tác giả đang rất ở trong cái sự mà rất là cần cái sự giúp đỡ. Nhưng mà sở dĩ tại sao tác giả lại, sở dĩ bài thi thiên này nó lại không cho chúng ta có cái cảm giác là nó hấp tấp, mà giống như kêu cứu một cách hấp tấp. Nếu mà chúng ta không biết cái phương cách, không biết cái đường, con đường để vào nơi thánh của Chúa đấy, thì chúng ta sẽ kêu mà giống như hấp tấp vậy. Đây này, thì tác giả trải cái con đường đó bằng sự tạ ơn Chúa, trải cái sự trong sự cầu nguyện, ngồi lại đối với Chúa. Có hấp tấp, có sắp chết, có cái gì đi chăng nữa thì cứ con bình an ở trong Ngài. Những người đàn bà Sunem ấy nói là mọi điều bình an. Vì vậy ấy mà thường mà
cái phần đầu ấy, đó là cái lời tạ ơn Chúa về những điều mà Ngài đã làm trong quá khứ, nêu lên ấy để tạ ơn Chúa, mà để qua đấy xin Chúa giải quyết những cái nan đề của mình trong hiện tại. Cho nên có thể đặt là tên cho cái bài thi thiên này, đó là đặt tựa đề nó là lời ngợi khen Chúa trong quá khứ được áp dụng cho các vấn đề hiện tại, cho các cái nan đề xảy ra đây. Lời tạ ơn Chúa, lời ngợi khen Chúa, tôn vinh Chúa, những việc Ngài đã làm trong quá khứ. Bởi vì ấy, tác giả chúng ta thấy không những vậy mà tác giả còn nói, còn giống như là nói với người khác ở đây là trong cái ý của sự cầu thay, phước cho người nào câu 4 này, phước cho người nào để lòng tin cậy ở nơi Ngài, không để vì kẻ kiêu ngạo hoặc là kẻ xây theo sự dối trá, rồi sau đó mới nói là những công việc lạ lùng mà Chúa đã làm. Chúng ta trở lại đây trong câu 9, David nói ở trong hội lớn này ấy, đã truyền tin vui về sự công bình là để đảm bảo với Chúa rằng là ông đã tôn vinh Chúa giữa dân sự. Và đó là một phần của bài hát mới và là lời khen ngợi đến từ sự giải cứu. Điều đó nó cũng đúng với Chúa Giê-xu. Cái khi mà Chúa Giê-xu ấy, ở đây là nói là trong hội lớn, tôi đã truyền tin vui về sự công bình, nó cũng ứng nghiệm cho chính mình Chúa Giê-xu nữa. Tức là David là cá nhân, nhưng mà sau đó thì nó cũng ứng nghiệm. Bởi vì chính Chúa Giê-xu cũng có những lời nói về Ngài như vậy ở giữa hội lớn, và chúng ta sẽ hát ca ngợi Ngài. Đó là một sự ứng nghiệm của như là trong Thi Thiên 22 câu 2. Tôi sẽ rao truyền danh Chúa cho anh em tôi và ngợi khen Chúa giữa hội chúng. Và đây chính là Đấng Christ. Bởi vì cái câu này ấy, về sau ấy, sứ đồ tác giả của Hebrew nói như vậy thì đúng hơn. Tác giả của Hebrew, của thư Hebrew thì nói rằng khi Ngài có phán, tôi sẽ truyền danh Chúa cho anh em tôi và ngợi khen Ngài giữa hội. Đây là trích dẫn của câu Thi Thiên 22. Mà trong Thi Thiên 40 này thì cái câu này nó lại có cái sự tương đồng. Qua đấy thì nó có rất nhiều cái nội dung ở đây. Chúng ta nhớ lại Chúa Giê-xu nói rằng ấy, ta sẽ không gọi các ngươi là đầy tớ, mà ta gọi các ngươi là bạn ấy. Và Chúa Ngài gọi chúng ta là anh em, và Ngài là con cả, con đầu lòng. Cho nên chúng ta khi suy gẫm đến việc Chúa Giê-xu dẫn đầu đoàn dân sự của Đức Chúa Trời và ngợi khen Đức Chúa Cha, tôi không có giấu sự công bình Chúa ở nơi lòng tôi, tôi đã truyền ra sự thành tín và sự cứu rỗi của Chúa, tôi không có giấu hội lớn Chúa về sự nhân từ và sự chân thật của Ngài. Sự công bình của Đức Chúa Trời thể hiện cả trong lời nói và hành động của David. Nó không đặt ở nơi kín, ở nơi bí mật, mà nó thực hữu đối với đời sống của ông. Tôi đã không giấu giếm. Không giấu giếm có nghĩa rằng Spurgeon thì nói rằng ấy, là những người rao giảng phúc âm ấy, nó bị cám dỗ lớn để giấu nó, để che giấu nó. Bởi vì sao? Bởi vì khi nói phúc âm ra là có cái sự phản kháng rất là mạnh. Đơn giản chúng ta vào trong thành phố mà xem. Khi chúng ta hát ấy, mấy thanh niên cầm chai bia còn nhại lại cái lời hát nữa. Các bạn nhìn thấy. Và ngoài ra ấy, là nếu mà trong vòng xác thịt nó cũng có những sự phản kháng, và chính chúng ta biết ấy, nhiều khi cái xác thịt của mình phản kháng lại với lời thánh của Chúa. Nên nó có cái cám dỗ để mà giấu lời Chúa. Nó có cám dỗ là nói hoặc là nói chập về cái sự làm chứng công việc Chúa đã làm. Nói quá người ta nghe nó giống như là nhạt như nước ốc, lúc nào cũng nói không đúng lúc, hoặc là cám dỗ lại không bao giờ nói, rồi nó rơi vào tình trạng là ích kỷ, đó là Chúa làm phép lạ cho mình. Cái đấy là đại họa. Nên nếu mà chúng ta nghĩ như vậy, nếu Chúa làm phép lạ cho mình ấy, thì đấy là một đại họa, một sự ích kỷ. Chúa không bao giờ làm phép lạ cho mình, mà nếu mà mình chỉ giữ cho mình thôi ấy, nó sẽ rất mệt đối với Ngài. Bởi vì cái đấy là những cái mà chúng ta nhận cho không. Đó là những phép lạ trong Kinh Thánh ấy, được ghi lại chúng ta đọc thì sao? Thêm đức tin. Tại sao mình lại thích nghe những cái quyền năng và phép lạ? Nó kể ra trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh nhé, chứ không phải kể ra trong cái sự mà chúng ta nên hiểu đúng cái chỗ này. Trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, đúng lúc, đúng chỗ. Thì sao nó thêm đức tin? Tức là tôi không giấu sự công bình, và đó là những sự công bình của Chúa ở trong lòng. Nếu mà tôi nói cái chữ phép lạ là khiến cho chúng ta nghĩ là sự công bình và phép lạ, không phải. Đây là tất cả con người của chúng ta. Và chúng ta cần phải có một cái ánh mắt khác, một cái con mắt nhìn khác về phép lạ. Tôi xin nhắc lại nha, chúng ta cần nên phải có một cách nhìn khác về phép lạ của Chúa. Sự thật mình đang có mặt đây đó là phép lạ rất là lớn. Hãy nhìn xung quanh mình đi, nó là phép lạ. Nhìn cái cây trong phòng của bạn ấy, nó là phép lạ đấy. Một miếng đất mà cắm cái cây đấy, chúng ta mùa đông này chúng ta phải mua những cái mà nó đắt tiền để có cái đèn nhấp nháy, rồi để có những cái cây giả, có những cái đồ giả, lửa giả cũng có thể làm được. Chúa chỉ cần một cái thùng đất, không cần nhà máy, thế là có cây mọc lên, ăn rất là ngon lành.
Đấy là người Việt chúng ta, còn Tây thì họ không có trồng rau thơm, họ trồng hoa thôi. Nó phép lạ, mỗi cái nó phép lạ. Cảm ơn Chúa, câu 11. Đức Giê-hô-va ôi, đối cùng tôi xin chớ khép lòng thương xót của Ngài. Nguyện sự nhân từ và sự chân thật của Ngài gìn giữ tôi luôn luôn. Sao mà nghe những cái câu này nó dạt dào quá ha? Anh chị em mình đọc mình có thấy không? Nó thấy nó có một sự tha thiết, nó giống như là rất là gần được với, giống như là có một cái điều gì đấy. Thấy ở trong Đức Thánh Linh mà chúng ta có sự cảm động. Và khi chúng ta có thể đọc lời Chúa là có các thánh đồ đang nhìn, giống như trong Hebrew chương 11 ấy. Ở đây chúng ta đừng có nghĩ rằng đó là người chết họ nhìn nha. Mà đó là những người thánh đồ của Chúa ở trên thiên đàng đang nhìn hoặc là đang xem. Đối với chúng tôi, đối cùng tôi thì đừng khép lòng thương xót của Ngài. Mặc dù David ca ngợi sự nhân từ của Đức Chúa Trời và sự giải cứu trong quá khứ và hiện tại, nhưng mà ở đây ấy là câu bắt đầu ông ấy chuyển đề tài để bước qua cái sự kêu nài Chúa, qua sự kêu nài Chúa. Cho nên đây là cái sự chuyển đề đây này, cái sự chuyển đề. Và ý ông muốn nói rằng đó, Chúa, con đang đối diện với những điều mà con sắp trình bày với Ngài đây. Nhưng mà dầu vậy ấy, con yên lặng, con bình an. Súng nổ bên tai ấy, con vẫn coi như mọi điều bình an. Mọi điều bình an. Không có sao. Người ta bảo là tận thế, người ta bảo thế này thế kia. Con vẫn bình an. Như hôm nay tôi nghe một ông mục sư, ông ấy thì có một vụ nói về cái ngày cuối cùng. Sáng ông thức dậy, Chúa cho ông một cái bài hát, là cái bài hát của Mỹ mà họ hay hát bên ngoài, đó là When the day when the music died, ngày mà âm nhạc chết, ngày mà âm nhạc chết, ngày mà những giai điệu nó chết. Và những cái bài hát đấy nghe nó cũng buồn, nghe nó buồn, nhưng mà nó không có phải buồn theo cái chất mà lê thê đâu, nhưng mà nó có đượm buồn. Thế xong tự nhiên những cái lời mà nói là ngày nước Mỹ chết nó đến trên ông ấy, nó đến trên ông, thì xong ông mới hát, và ông ấy làm một cái nhạc, tự làm một cái nhạc ông ấy hát. Thì ông bảo sao Chúa con lại có thể hát cái này mà đưa lên cho mọi người, bảo có thể đụng vào lòng một số người. Tại vì rất nhiều người Mỹ ngày nay họ mất đức tin vì những cái chuyện xảy ra về bầu cử. Họ bị mất đức tin. Họ tin vào con người. Cho nên là cái chuyện xảy ra này họ bị mất đức tin. Họ tin nước Mỹ sẽ lớn, nhưng nước Mỹ sẽ không lớn, anh chị em. Đừng tin vào cái câu đấy. Nó sẽ không lớn, nó lớn theo kiểu khác thôi. Sắp tới có thể nước Mỹ lớn theo kiểu là nước Mỹ sẽ có lớn là bởi vì ấy là có gia nhập vào gọi là thế giới đại đồng, thế giới toàn cầu thôi. Có thể là nước Mỹ lớn theo kiểu đó. Nhưng mà sự thật chúng ta cần nên biết này, đây là những, chúng ta cần có cách nhìn thuộc linh. Cho nên ấy là mình đừng có nhiệt độ, đừng có thay đổi theo những cái thông tin bên ngoài. Ô, sắp tới sẽ thế nào, sẽ chiến cự, sẽ chiến đấu vân vân. Mình đừng có bị thay đổi những cái đó quá nhiều. Cần phải xác định. Ông hát cái bài đấy mà tôi nghe, tuy là mình không phải người Mỹ nhưng mà nghe cũng thấy buồn theo, không phải buồn thê lương đâu mà có một cái sự nó tự nhiên. À, sau đấy thì cái lời khích lệ Chúa muốn ấy để cho mọi người chú ý và Chúa muốn và sau đấy ông hát để cho làm sao đừng có trông cậy vào con người, đừng có nhìn vào những cái đó mà hãy xác định. Nó cũng là một cái sự an ủi, cái sự động viên. Cho nên nếu như con cái Chúa, tôi thấy đôi đấy con cái Chúa người Việt Nam chúng ta ấy, phần lớn là không có hiểu, rất là nhiều không có hiểu về những cái điều gì đang xảy ra. Cho nên họ nhìn theo cái biểu đồ bên ngoài mà họ đánh giá, nó sẽ không có trở lại như trước đâu. Nó sẽ không có trở lại như trước. Nó sẽ không có những cái điều như chúng ta thấy và những cái thông tin và những cái giống như là để cho nước Mỹ và để cho Trung Quốc hoặc là vân vân, tất cả những cái đó. Yes, đúng không ạ? Yeah. Nói ông ấy nói rằng ấy, thế giới này là một cái sân khấu, là một cái sân khấu. Chúng ta hãy tập một cái cách nhìn khác nhé, và để dành cái cảm xúc mà dâng lên cho Chúa và bỏ bớt đi những cái cảm xúc mà thiếu hiểu biết ấy. Vì thiếu hiểu biết cho nên là có hai loại nước mắt của thỏ và nước mắt của cá sấu. Yeah. Chúa không muốn cho chúng ta là những con chiên tội nghiệp, có nghĩa là thiếu hiểu biết. Muốn cho chúng ta ấy là có sự thông biết ở trong đó. Càng thông biết bao nhiêu ấy thì càng không sợ hãi. Tôi suy gẫm, tôi chợt suy gẫm là tại sao cái sự sợ hãi nó có, là bởi vì là nó, mình chưa biết hết mình. Tại sao mình chưa biết hết mình? Có nghĩa là mình thờ một cái gì đấy của mình ấy mà mình không biết, có một thần tượng nào đó trong mình mà mình không biết, thì đến khi bị đánh úp ấy là đó là gây ra sự sợ hãi. Mình có cái bóng tối nào đó, có người ta sợ. Ok, cảm ơn Chúa, trở lại đây, xin chớ khép lòng thương xót của Ngài. David chuyển tiếp để bước sang, Chúa ơi, con đang bị nguy rồi đấy. Ông không cần phải nói, mà ông ấy, cái này không phải là thơ hay nhá. Những bài thi thiên nó đều khác nhau. Cái này nó là một sự dạt dào trong tình Chúa, một sự dạt dào ở trong sự bước đi với Chúa. Nó rất là tự nhiên. Giống như cái hoa ấy, nó không cần cố, nó tự nhiên nó tươi à?
không cần cỗ, phải tô lên một chút cho nó màu này, giống như tô son vậy, nó không, không cần, tự nhiên nó như vậy, nó vẫn đẹp. David muốn dâng lên cho Chúa để xin Chúa để ý đến. Nhưng mà đây ấy, cũng có thể chúng ta liên tưởng đến đây là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, là con vua David, khi Ngài sống ở trên đất này, thì Ngài cũng cầu nguyện, dâng lên Chúa, lại cầu nguyện với Cha là xin thương xót. Đó là những cái lời cầu nguyện. Chúng ta nghĩ rằng là khi Chúa cầu nguyện, Chúa sẽ cầu nguyện như thế nào? Tôi tin chắc chắn là Chúa sẽ không cầu nguyện như chúng ta. Có người nói là đôi khi, nhiều khi chúng ta nói mà không cho phép để cho Chúa nói. Sự thật đấy, trong sự tương giao ấy, đó là chúng ta tập mà được nhận được cái sự mà nghe Chúa nói cho mình, lắng nghe được cái ý tưởng của Chúa. David nói rằng ấy, những cái điều mà ý tưởng của Ngài đối cùng con nhiều quá, con không có đếm được. Con không có đếm được, nói giống như là Kinder nói. Con không có đếm được nhiều quá. Chúa nói đấy. Còn chúng ta hiểu sai, đó là Chúa phán, ồ, cứ phải là nghe tiếng không. Nên anh chị em hãy nhận biết cái điều đó. Chúng ta thấy đây là một lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, và đặc biệt nó cao điểm đó là lúc Ngài trên thập tự giá. Hoặc là trong vườn Gethsemane, Chúa đã kêu gào khóc lóc, kêu la, kêu lớn và khóc lóc. Xin Ngài thương xót, xin Đức Chúa Cha cứu mình thoát khỏi. Nhưng mà trong ý muốn của Cha, xin chớ khép lòng thương xót của Ngài. Và bởi sự kính sợ Chúa, bởi sự kính sợ Chúa của Ngài mà đã được Đức Chúa Trời Cha nhậm lời. Tức là Chúa Giêsu được thoát khỏi từ trong sự chết. Có nghĩa là Ngài phải chết, nhưng mà Đức Chúa Trời Cha đã đem Ngài từ trong sự chết đi ra. Hebrew chương 5 thì có cái câu đấy. Đức Chúa Giêsu khi còn trong xác thì Ngài đã lớn tiếng khóc lóc mà kêu cầu cùng với đấng cứu quyền cứu mình khỏi chết, thoát khỏi sự chết. Cái tiếng Việt nó không rõ nghĩa. Từ trong sự chết đi ra. Aus dem Toten. Và bởi sự kính sợ Chúa, bởi lòng nhân đức của Ngài, của Chúa Giêsu ấy, là Ngài không hề phạm tội ấy. Bởi lòng nhân đức, bởi sự kính sợ Chúa mà đã được Cha nhậm lời. Nên ở đây ấy, xin đừng khép lòng thương xót của Ngài, nguyện sự nhân từ, sự chân thực của Ngài gìn giữ con luôn luôn. Vì vô số tai họa đã vây quanh tôi, các gian ác đã theo kịp tôi đến nỗi không thể ngước mắt lên được. Nó nhiều hơn tóc trên đầu tôi và lòng tôi đã thất kinh. Đối với David ấy, thì nó nhiều hơn tóc ở trên đầu. Đối với David thì như vậy. Nhưng mà còn đối với Chúa Giêsu thì sao? Chúa Giêsu cũng là trong bối cảnh này đấy này. David đang nói đối với ông ấy thì nhiều hơn tóc trên đầu. Nhưng mà Chúa Giêsu đã gánh lấy tất cả những cái điều đó. Gánh lấy tất cả. Ông cầu xin Chúa đừng có bỏ David ấy, đừng có bỏ ông vì tội lỗi của mình. Xin hãy thương xót. Còn Chúa Giêsu ấy, nó không rơi vào tình trạng là tội lỗi nó vượt mặt Chúa, nó theo kịp Ngài. Bởi vì Ngài là chiên con không tì không vết của Đức Chúa Trời. Cho nên bất kỳ tội lỗi hay là khuyết điểm nào của con người dâng lên Chúa, có nghĩa là ở đây không phải tất cả cứ thế mà chất chồng lên nhá, giống như xác chết mà người ta đổ cái hố để đổ xác chết, không phải đâu. Mà là những người nào đến với Chúa và kêu lên với Ngài, còn là tội nhân, thì những tội đó chất lên. Và còn hiện nay ấy, còn những người chưa kêu ấy, còn những người mà sẽ đến với Chúa, những người đó cũng sẽ được dành cho. Đó là những người, đó là lý do mà Chúa đi tìm con chiên lạc ấy. Chứ không phải tội của những người chống Chúa, những người vô thần, những người quay khỏi Chúa. Không, không phải đâu. Chúng ta không thay đổi được lòng người đâu nhé. Nếu mà Chúa không thay đổi ấy, thì mình không thể khôn hơn Chúa được. Cái đó là một sự thật. Chúng ta cũng không truyền lệnh, không thể truyền lệnh cho một lòng người thay đổi được. Cái đó là cái mà chúng ta cần nên biết. Nếu truyền lệnh ấy, chúng ta cần nên biết cái giới hạn của mình. Còn nếu quá một chút ấy, thì đó là tà thuật. Tà thuật là sao? Là bẻ cong cái ý muốn của con người. Và nếu mà làm như vậy ấy, thì Chúa sẽ không làm từ bên trong ra. Chúng ta biết là những cái điều mà Chúa làm là khi mà chúng ta tưởng rằng ấy là đã buông xuôi rồi, thì lúc đấy Chúa mới đụng vào, Chúa mới làm. Tôi nhớ là cái ngày mà bà mẹ tôi gọi sang mà mẹ muốn đi hội thánh đấy, thì lúc đấy tôi nghĩ, tôi nghe mà thấy nó giống như là chuyện của người lạ vậy. Và dường như cười giống như Sarah vậy đó, nghe mà con cười ở trong lòng. Bởi vì sao? Bởi vì mình không ngờ được cái đó. Thế còn lúc đấy nó không còn cái gọi là vui nữa. Cái vui của xác thịt mà Chúa muốn cái thời gian đó, Chúa, đó là lý do mà Chúa để cho Môi-se 40 năm trong đồng vắng Chúa mới dùng. Bởi vì ông ấy vẫn còn hừng hực cái lòng yêu nước và muốn cứu dân tộc mình, muốn cứu dân Israel, cho nên đã đánh chết một người Ai Cập. Chúa bảo vì cái đó cần phải cho cái đó nó chết ở trong đồng vắng cho Môi-se. 40 năm ấy, cho đến khi ấy mà ông ấy từ một người nói năng giỏi giang trở thành một cái người mà nói lắp bắp ở trong đồng vắng, ít nói chuyện với ai mà, và có thể là cũng nhận thấy rằng ấy là mình không giỏi như là lời mình nói ra, có nghĩa rằng lời nói chậm hơn cái suy nghĩ thì nó tốt hơn, chậm nói đấy. Đức Chúa Giêsu Ngài gánh lấy tội lỗi của chính Ngài, gánh lấy tội lỗi của chúng ta ở lên trên mình Ngài vì những sự vi phạm của chúng ta. Ông Trapp thì có một cái câu như thế này: nếu mà cái yếu tố Đấng Christ chịu chết vì chúng ta ấy, yếu tố
không hề phạm tội vô nhiễm nguyên tội ấy, Ngài vô tội mà Ngài nhận lấy tội lỗi của chúng ta, nếu cái yếu tố này bị lấy ra khỏi Đấng Christ ấy, mà Ngài chỉ là một con người bình thường như chúng ta, như mọi tội nhân ấy, thì Ngài ấy phải là một tội nhân vĩ đại nhất trong các tội nhân. Bao nhiêu tội nó chất lên mà Ngài là tội lớn, chịu nhiều cái tội lớn nhất. Bởi vì sao? Trong 2 Côrintô chương 5 câu 21 thì có nói về cái việc mà Chúa Giêsu làm cho chúng ta mà không ai làm được. Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời, mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va ơi, xin sẵn lòng giải cứu tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy mau mau giúp đỡ tôi. Cái này David nói được, nhưng mà chúng ta nói, chúng ta phải để ý như lúc nãy chúng ta nói rồi đấy. Người ta nói có thể là hối Chúa, còn David thì không. Bởi vì sao? Bởi vì cái quan hệ, cái tương giao của ông đối với Chúa nó ngọt ngào, nó khác. Như một đứa bé, nó nói một đứa con, nó nói với bố mẹ, nó nói được, nhưng mà những lời đấy chúng ta không nói với bố mẹ như nó nói được. Tại vì sao? Tại vì mối quan hệ của nó là con cái. Thế nên cái mối quan hệ của David đây ấy, đối với Chúa, ông ấy nói được. Nhưng mà chúng ta cần phải nhờ Đức Thánh Linh dạy cho mình, chứ không phải bắt chước cái lời nói. Chúng ta rõ không ạ? Và cái đấy là cái nó từ trong lòng nó ra. Cái đấy là cái mạch nước mà Chúa Giêsu nói nó ra. Nó đến từ sự thờ phượng, từ lẽ thật trong lòng của mình. Con đến con như thế nào? Con đến với Chúa như vậy. Còn nếu không ấy, chúng ta sẽ mắc cái bẫy là đi bên ngoài ấy, là nhanh mồm, nhanh miệng. Nhưng mà chúng ta nói, mà nếu mà chúng ta qua bao nhiêu năm mà chúng ta thấy nó không thay đổi ấy, thì đây là cái vấn đề. Cái vấn đề nó là đấy. Đó là chúng ta chỉ bắt chước bên ngoài của người khác mà không biết được rằng mối quan hệ đã được xây dựng như thế nào. Ngoài ra ông cũng có nhiều cái lời nói khác nữa. Chúng ta không, từ nói đây không phải là tất cả, nhưng mà không phải là như thế là chúng ta có thể áp dụng hết. Chúng ta có thể áp dụng trong sự mà chậm, trong sự mà chúng ta nói Chúa, xin Chúa Ngài cho con được như thế này. Con có thể nói và thưa lên với Chúa. Con có thể thưa lên với như David rằng. Nhưng mà chúng ta ấy không có mối quan hệ với Ngài giống như David có, mà chúng ta nói với Ngài giống như David ấy, thì chúng ta thử đặt trường hợp của mình ở trong vị trí của Chúa thì sao? Hay là nói thế này để cho anh chị em dễ hiểu này. Một người có quan hệ thân thiết với chúng ta đến nói những câu đó, rồi một người khác ấy, lão hoắc à, đến nói với chúng ta lời y chang như cái lời đó, mình sẽ nghĩ như thế nào ạ? Chỉ đầu đúng không ạ? Đó là sự rất là tự nhiên. Thế nên ở đây tôi muốn nói rằng cái quan hệ là cái tình cảm đấy của mình đối với Chúa đấy, cái đấy không nói ra được. Cái đấy là 24/7 nhá. Và chúng ta cũng có một cái sự cách nhìn khác về tiếng nói của Chúa, về sự Chúa phán với mình. Yeah, mình mong cái gì? David thì không có mong những cái dấu hiệu đấy đâu. Nhưng mà ông mong ấy, ông mong cái gì? Hay là sự suy gẫm của ông là gì? Chúa phán với con nhiều lắm ấy, nhiều lắm lắm ấy, con không đếm được, con không đếm được những cái này. Công việc lạ lùng mà Ngài đã làm, những tư tưởng của Chúa hướng cùng con là nhiều không thể sắp đặt được. Xin Chúa cho tẩy sạch chúng ta khỏi cách nhìn về phép lạ. Chúng ta cứ nghĩ phép lạ là phục hưng. Rõ ràng cái làng Samari ấy, được phân hưng đến mà không phải là phép lạ. Phép lạ không nhìn thấy thì đúng hơn. Nếu tôi muốn truyền ra các việc ấy và nói đến thì không đếm được. Mà chúng ta thì sao? Chúng ta thì thích những cái giật gân đúng không ạ? Cứ bảo ô cái này cái kia. Cái đấy nó không có sai, nhưng có chỗ của nó. Cái đấy nó có chỗ và có giờ của nó. Nó có giờ, nó có ngày, nó có thời kỳ của nó. Chứ không phải lúc nào, cái đấy không phải toàn năng. Cái mối quan hệ của chúng ta với Đấng toàn năng, đây mới là vấn đề đây này. Đây mới là vấn đề. Ôi Chúa ơi, giúp cho chúng con ha. Xin Ngài mau mau giúp đỡ. Xin mau mau Chúa ơi, mau mau giúp đỡ. Alleluia. Phạm kẻ nào tìm giết mạng sống tôi, thì chúng nó, nguyện chúng nó bị mất cỡ và hổ thẹn cả. Phạm kẻ nào vui vẻ về sự thiệt hại tôi, nguyện chúng nó phải lui lại và bị sỉ nhục. Và bị sỉ nhục. Để nói về tôi, ha ha, nguyện chúng nó bị sững sờ vì cớ sự sỉ nhục của chúng nó. Những kẻ mà gọi là vui trên sự đau khổ của người khác, hoặc là nói chung ấy là những người nhìn những người thánh đồ. Nếu mà chúng ta nhìn trong gia đình của từ Abraham, Isaac và Jacob là về sau ấy, thì những người mà con của Chúa thường là chậm hơn. Chương mà nói về Esau, đoàn của Esau, Esau rất là phương trưởng, rất là thịnh vượng. Chỉ 400 người, dẫn 400 người của Esau thì đâu phải là ít đâu. Abraham chỉ có 318 gia nhân, mà Esau mới chưa chi mà đã có 400 người, chứng tỏ rất là nhiều, rất là giàu ấy. Rồi có 12 con trở thành 12 chi phái nữa. Esau rất là nhanh, phương trưởng lắm. Nên nếu mà chúng ta nhìn ra bên ngoài ấy, đó là những quê hương ở dưới đất này. Trần thế không phải là quê hương của chúng ta. Chúng ta có một quê hương ở trên trời mà. Mà chính cái điều đó là Abraham đã nhận thấy rồi. Hebrew nói cho chúng ta biết đấy. Hebrew nói cho chúng ta như nào ạ? Bởi vì người không có, Hebrew chương 11 câu 13, hết thảy những người
đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều đã hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành ở trên đất. Từ Noe đến Abraham cho đến chúng ta, họ vẫn là những khách lạ bộ hành ở trên đất thôi, chờ Chúa Giêsu đến. Và bây giờ ấy, trong chương này thì nói rằng chờ chúng ta là những người chạy đoạn kết của đức tin. Những kẻ nói như thế tỏ rõ rằng họ đi tìm nơi quê hương, ví thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra thì cũng có ngày trở lại. Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Thành này là ở trên trời nhé, chứ không phải là thành ở dưới đất. Chúng ta cứ mường tượng, ồ đó là thành ở dưới đất, không phải đâu. Vì Ngài, tại vì từ cái ý của câu trên ấy, thì đó là quê hương ở trên trời, và một thành này đó là thành phố ở trên trời. Sách Khải Huyền nói cho chúng ta biết rằng đó là thành Jerusalem từ trên trời xuống. Chúng ta nói cần phải khẳng định lại rõ như vậy, một thành phố. Cảm ơn Chúa. Cho nên là Gia-cốp đến thấy thành phố Sa-mút đến ngay, không đúng ý Chúa, bị cái chuyện giống như sáng nay chúng ta học ở trong Sáng Thế Ký chương 34 ấy, thành Si-kem không được, đến Bê-thên là một cái làng nhỏ bé, tại sao chưa đến thời điểm của Chúa. Ở đây là tôi muốn nói về một cái cách nhìn và chúng ta, đây là nước sâu rồi nha, và đồ ăn nó cứng rồi đấy. Nên chúng ta nghe, đây là quê hương ở trên trời của chúng ta đấy. Vậy thì trong mấy câu này, David có thể nói cho chúng ta có thể học được là gì? Ở đây là nêu ra những cái lời chúng ta có thể ứng dụng. Xin Chúa Ngài tha thứ. Xin Chúa Ngài chỉ cho con biết sai ở đâu. Và xin Ngài hãy sửa sai cho con. Cái chữ chỉ cho con biết sai ở đâu nhá. Cái chỗ này tôi suy gẫm là rất là khó anh chị em này. Cái chỗ này cực khó luôn đấy. Tại vì nó có một cái, có một bài toán không giải được đáp số. Đó là gì? Người kiêu ngạo không bao giờ dạy được. Đố ai giải được cái bài này. Nhưng mà người kiêu ngạo lại muốn dạy người kiêu ngạo. Có nghĩa là chỉ cho điểm sai ấy. Người kiêu ngạo đi chỉ cho người kiêu ngạo điểm sai. Chỗ này thì tôi có thể nói được rằng đó là ai có tai mà nghe thôi. Hỡi Chúa xin hãy sửa sai. Hỡi Chúa xin hãy vui lòng cung ứng cho con. Hỡi Chúa xin hãy chữa lành cho con. Xin Ngài hướng dẫn con. Xin Chúa Ngài ban phước cho con. Trong những cái câu này. Sẽ đến câu 15 đúng không ạ? Vừa rồi là chúng ta đọc câu 10 đến câu 15. Bây giờ xem đến câu 16. Nguyện hết thảy những kẻ tìm cầu Chúa được vui vẻ và khoái lạc ở nơi Chúa. Nguyện những người yêu mến sự cứu rỗi của Chúa hằng nói rằng Đức Giê-hô-va đáng tôn đại, hay là đáng tôn cao thay. Ở đây tác giả nhớ đến, chúng ta thấy cái đoạn trên ấy là tác giả cũng nhớ đến trong cái sự cầu thay, cũng nhớ đến người khác ở trong sự cầu thay. Ở đây tác giả cũng nhớ đến là trong cái sự cầu thay, nhớ đến những thánh đồ. Và ở đây lòng không có chỉ là cho mình, mà là nghĩ đến những người thánh đồ, những người cùng với mình. Nguyện những ai cùng cảnh tìm cầu Chúa, họ được vui vẻ và khoái lạc ở nơi Ngài. Đây là nói trong đức tin. Và chia sớt cái đức tin này nó giống như nhau. Và qua đây, qua cái câu này thì cho chúng ta tác giả biết được một bí mật. Ở đây có một cái chìa khóa bí mật. Tác giả biết được một bí mật ấy, là Chúa không nhìn vào con người. Chúa không có con cưng. Cho nên tác giả mới nói câu này. Còn khi mà chúng ta cầu nguyện là mà chúng ta lưu ý mà chỉ có nghĩ về mình hoặc là cho mình thì chúng ta cần nên tránh. Và đó là cái rễ của sự cầu thay. Và chúng ta biết được rằng đó là thánh đồ ấy. Thánh đồ là cái sự mà Chúa đã nhậm lời, đó là chung. Khi chiên cùng uống nước đó là chung. Gia-cốp hỏi rằng tại sao các anh đến chỗ La-ban ấy, đến Cha-ran tại La-ban, tại sao các anh không có mở nắp giếng ra? Mấy người họ trả lời rằng chúng tôi đợi chiên đến đủ hết, tại vì lúc đấy bầy của Lê-a, bầy của Ra-chên chưa đến. Chúng tôi phải đợi chiên đến đủ hết mới mở nắp ra cho chiên cùng uống. Và tôi tin rằng đó là cái nguyên tắc của người chăn chiên. Khi chúng ta nhóm ở trong nhà gia đình, khi chúng ta nhóm ở trong nhóm nhỏ, nhóm tế bào, 2-3 người nhóm lại trong danh ta, Chúa Ngài ở giữa họ. Và các thánh đồ cùng với nhau. Thì sao ạ? Đó là Chúa Ngài ban cho. Và đây là cái sự cầu thay. Và đã cùng uống nước rồi ấy, đối với chiên không có giành nhau. Thế nên không có sợ người này được phước, người kia không được. Cái vấn đề đó là có đức tin thôi. Có đức tin nơi Chúa. Và chỉ cho cái cách uống nước thôi. Cảm ơn Chúa đáng được tôn vinh. Đây là cái nội dung của sự cầu thay. Còn tôi khốn cùng và thiếu thốn, dầu vậy Chúa tưởng đến tôi. Chúa là sự tiếp trợ của tôi và là đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời của con ơi, xin Ngài đừng có chậm nha. Xin Chúa đừng có chậm trễ. Còn cái câu nó rất là tha thiết, nhẹ nhàng, nó êm dịu bởi được lót bằng cái sự tạ ơn, bằng nhờ cậy nơi Đức Thánh Linh. Ông đây là nhờ Đức Thánh Linh mà cầu nguyện ấy. Đây chính là sự than thở của Đức Thánh Linh không thể nói ra được mà cầu khẩn thay. Đây là cái điều mà ông đã tìm kiếm. Xin Ngài tưởng đến con. Dầu vậy, trong hoàn cảnh này ấy, đó là ông một lần nữa ông nói lên cái niềm tin. Cái đức tin đó là gì ạ?
là ông chưa nhận được cái câu trả lời, nhưng ông nói rằng dầu vậy Chúa ngài nhớ đến con, dầu vậy ngài nghĩ đến con. Và đây là lần thứ hai mà ông nói cái câu này, dầu vậy ngài nghĩ đến con, ngài nghĩ đến con. Cái đức tin mà ngài nghĩ đến con chúng ta có nên có không ạ? Không phải có trong một phần tư của giây, à ngài nghĩ đến con nói xong cái là thôi, không có nghĩ gì hết. Nhưng mà chúng ta nghĩ đến cái điều đó mạnh hơn cả sự trằn trọc khó ngủ, mạnh hơn cái đó. Chúa là sự tiếp trợ của con và là đấng giải cứu con. Đức Chúa Trời ơi, xin ngài đừng có chậm. Ngài nghĩ đến con và ngài vẫn nghĩ về con. Và ở đây ấy, cũng là cái câu mà nói về chính Chúa Giêsu. Ngài vẫn nghĩ về tất cả những cái, và những cơ đốc nhân chúng ta nên nắm lấy những cái này, nên nắm những. Khi một người cha của chúng ta biết là đấng giàu có và mình đến với Chúa, mình nói rằng Chúa con cần, con thiếu thốn và con cần thì sao ạ? Thì Chúa ngài đến, ngài đáp ứng cho, ngài đáp ứng. Và khi chúng ta nói, đây là lý do mà khi chúng ta nói rằng Chúa ơi con yếu đuối ở trong ngài, thì thưa lên với Chúa, thì Chúa nói là Kinh Thánh nó là người yếu nói tôi mạnh, ngài là đấng mạnh mẽ, ngài là đấng mạnh mẽ. Người nghèo nói tôi giàu, ở cái câu đấy. Và cái lời công bố đấy nó cũng cần phải nó thêm về những cái điều này nữa anh chị em, để cho chúng ta thêm, không phải là chỉ có công bố khống, mà chúng ta nắm tay Chúa đó, có thể gọi là nắm tay Chúa. Xin Chúa ngài cho chúng ta ân điển để đức tin nó đi vào trong những cái suy nghĩ, trong những cái suy gẫm của chúng ta, trong những suy gẫm của chúng ta, mà lòng chúng ta thật sự tin về Chúa, không phải là tin bên ngoài, không phải là tin cái miệng. Lời Kinh Thánh nói rằng ấy là con người thì nhìn bên ngoài, con người thì muốn đòi hỏi bên ngoài. Thậm chí chúng ta ấy, con cái chúng ta muốn thấy con cái ngoan ấy, nó giả bộ ngoan cái là chúng ta tưởng là nó ngoan thật rồi. Chứ chắc là nha. Tôi suy ra từ tôi ngày xưa đây là biết này. Mình nghịch thì hết biết. Chứ chắc ạ. Nhưng mà Chúa là đấng nhìn trong lòng. Chúa là đấng nhìn trong lòng. Chúa là đấng nhìn trong lòng người chúng ta. Cái đó là cái mà Chúa. Vậy thì David đang, tôi tóm lại đây, David đứng trong sự hoạn nạn. Ông nhắc lại những kỷ niệm với ngài trong quá khứ, tạ ơn, tôn vinh, sự dạt dào dâng lên với Chúa. Và phần sau ấy, ông mới nói xin ngài đừng khép lòng thương xót của ngài. Và ông kêu cầu lên với Chúa, nói rằng Chúa xin ngài thương xót con, xin ngài cứu con, xin ngài làm ơn cho con. Đó là thi thiên của 40 này. Và điểm hay ở đây nó còn đến ngày hôm nay, đó là nói về vai trò của đấng Messi đến với chúng ta. Và ở trong Chúa Giêsu mà chúng ta mới có thể dâng những điều này lên với Cha. Và Chúa Giêsu đã làm những công việc đó, đã chịu những cái sự mà giống như tác giả David nói, cái hoạn nạn nó nhiều hơn tóc trên đầu, tội ác nhiều hơn tóc ở trên đầu, rồi những cái cạm bẫy, những cái sự gian ác vân vân, nó nhiều hơn tóc ở trên, nó kinh khủng quá, làm cho lòng con kinh hoàng, gọi là bị chấn thương đấy, bị chấn thương về tâm lý ấy. Cái bài thi thiên này có thể nói cho chúng ta thấy là bị chấn thương về tâm lý là những tình trạng khủng hoảng về tâm thần đấy, bị trầm cảm đấy, cái tình trạng như vậy, bị chấn thương. Tâm trạng của tác giả đây là như vậy. Nhưng mà Chúa ngài đến, ngài chữa lành, ngài ban sự giải phóng. Alleluia. Ở đây tôi muốn nói với anh chị em điều gì? Cái sự tự vệ của chúng ta ấy, nó không đủ. Mà nếu mà chúng ta được đầy Chúa đấy, được đầy Chúa và làm sao chúng ta được an nghỉ, nó chỉ bằng sự tương giao, bằng sự chúng ta xây dựng mối quan hệ đối với ngài. Xây dựng mối quan hệ đối với ngài. Chúng ta có thể có giấy tờ lại Đức nhá, nhưng mà chúng ta không, chưa chắc là phải tất cả là biết tiếng Đức. Ý tôi muốn nói là mối quan hệ đấy, cái ngôn ngữ của họ đấy. Có nghĩa xây dựng mối quan hệ với ngài ấy, có nghĩa là chúng ta biết ngôn ngữ của Chúa, chúng ta nói chuyện với Chúa được, chúng ta cầu nguyện với Chúa, chúng ta có ý tưởng. Như tác giả David đây nói là bởi vì ngài nghĩ với con nhiều quá đi, nhiều quá, con không đếm được. Chúng ta không dễ mà nói được câu đấy đâu nhá, không dễ mà nói được câu giống như David nói. Ok, xin mời bây giờ chúng ta cầu nguyện.